template dành cho nhạc progressive bao chẳng hạn thì bây giờ mình sẽ lưu lại dưới dạng template bây giờ các bạn sẽ save nó cho mình cái việc đầu tiên là các bạn tìm phần template dưới này này Đó. thì đây nhá khi mà vào phần file và new font Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đăng nhập nháy trên màn hình. Đó là lịch phát sóng theo chủ đề trên kênh để các bạn có thể chờ đợi bài giảng một cách chủ động hơn. Hiện tại thì mình đang bán các bộ video hướng dẫn hòa âm khí, bán đồ phòng thu, nhận dạy hòa âm phổ khí và nhận hòa âm phổ khí cho sáng tác mới, đặc biệt là nhận làm các content cho các kênh YouTube Music. Rất là mong anh em ủng hộ. Ngoài ra thì mình còn có một group về tự học FL Studio Việt Nam trên Facebook và một kênh TikTok để thử thách làm nhạc. Rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình. Còn đây là bộ các bộ video mà mình đã làm được. Ok, hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn cho một bài hướng dẫn giúp cho các bạn có thể làm mixing hay master hay tất cả mọi thứ à, hoàn thành một bản nhạc một cách nhanh hơn bằng cách sử dụng các template và các preset, các state mixing có sẵn để các bạn có thể là tiết kiệm hơn trong cái thời gian và thao tác của các bạn. Rồi, cái việc đầu tiên các bạn làm khi mà làm một bản phối là gì? Các bạn đưa các nhạc cụ vào đây đúng không? Đó. Đưa các nhạc cụ. Serum. Silent. Đó, đúng không? Sau đó các bạn chọn từng sao các bạn làm. Sau đó các bạn lại đưa từng cây đấy xuống bàn mixer. Sau đó các bạn mixing. Đôi khi là làm rất nhiều công đoạn, rất nhiều cổng, rất nhiều bus đó. Và cuối cùng là các bạn mixing từng nhạc cụ trong này thì nó lại có rất nhiều hiệu ứng. Mỗi cây dòng này bạn đưa vào rất nhiều hiệu ứng đó. Và thường ấy nó sẽ đi theo một à, dạng chain, dạng chuỗi các cái hiệu ứng mà các bạn thường dùng. Đó. Cho nên là Chúng ta, tại sao chúng ta không thiết lập sẵn một cái chuỗi Thiết lập sẵn những cái preset, những cái template Để giúp cho chúng ta có thể là dễ thở hơn trong cái quá trình mà chúng ta làm Đúng không? Cũng giống như kiểu một VST Họ thiết lập sẵn Phần uh, reverb đi Đây Họ thiết lập sẵn cho chúng ta rất nhiều các cái yếu tố Ở đây Đó, các bạn thấy các cái nút vặn Họ set sẵn rồi Mình chỉ việc chọn thôi Đúng không? Đó thì tại sao chúng ta không tự làm để chúng ta có thể tiết kiệm thời gian hơn. Rồi, là... giả sử bây giờ bạn reverb dùng reverb. Bạn tìm được một cái reverb hay, Đây, nói chung là vẫn vẫn. Đó, và bạn muốn áp dụng cái reverb này sang nhiều bản phối khác. Đó, một thông số. Thì bạn có thể lưu lại preset về sau, các bạn chỉ việc mở nó ra là xong. Giả sử bây giờ vẫn xếp này. Đó, các bạn vào cái menu về bên trái, các bạn vào phần save presets. Đó. Các bạn đặt tên cho nó Là Preset Reverb Hay vờ cờ, cờ Đã xong Lúc sau các bạn sang một kênh khác Các bạn đưa một cái reverb vào. Đó, Các bạn chỉ việc Click vào cái phần phía bên phải này Cái phần select preset này đó, Thì chúng ta sẽ có Cái file lúc nãy mà mình vừa lưu Preset Reverb Thiếu chữ B Hay vờ cờ cờ. Và chỉ việc click toàn bộ thông số nó sẽ ra Boom. một phát đấy là cái bước đầu tiên là preset ngoài ra thì các bạn cũng có thể hoàn toàn tự lưu các preset này vào đấy, à, save preset này hay là chính các cái vst nó cũng có cái chế độ mà save preset luôn à, save 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 đó. đó là phần preset tiếp theo là các bạn sử dụng đến các state thường là các bạn mixing master nó lại theo một một cái chỗ đúng không Ví dụ bây giờ vocal, các bạn thường nó sẽ đi theo một cái chuỗi gì đấy Rồi, ok Đầu tiên vocal này Đó, Chúng ta sử dụng uh, edition này Để chống noise Tiếp theo sử dụng picture để giảm phố Đó, rồi Tiếp theo uh, chúng ta sử dụng uh, EQ đấy. Sử dụng EQ Để yeah, Subjective đó, tiếp theo sử dụng Maximus để DS. Tiếp theo sử dụng EQ nữa để Additive. Đó, Additive. Mình chả biết phát âm nào. Rồi, sau đó thì chúng ta Compressor nó lại. Còn bằng cái Analog Digital. Đó, kiểu thế. À, tiếp theo là Delay. Và cuối cùng là Reverb. Đó, thì tại sao vô cùng nào mà chúng ta cũng sử dụng như thế này? Thì tại sao bây giờ chúng ta không tạo ra một cái preset Lần sau mình chỉ việc mở một cái là xong Các bạn set một lần thôi Sau đó các bạn click đó. Nếu như mà cái thông số này các bạn điều chỉnh sẵn rồi nhé Thì về sau lại còn dễ hơn nữa Có một số cái chắc chắn nó sẽ phải Phải phải, phải thiết lập sẵn Đây ví dụ như là Thường là cái compressor này là chúng ta sẽ thiết lập sẵn này Tiếp theo delay và reverb đó, Thường là chúng ta cũng sẽ thiết lập sẵn Thì chúng ta thiết lập sẵn trước Và về sau khi mà chúng ta lốt xong Nó sẽ ra các VST và các cái hiệu chỉnh của nó Trong đó luôn Đặt tên cho nó là Vocal Vocal Chains chẳng hạn thế Và sau đấy các bạn click chuột phải Vào phần Files Chọn Save Mixer Đó Đây Đó, thiết lập là Vocal Chains Và về sau khi mà các bạn thu âm thì các bạn Chỉ việc click vào, các bạn vào phần Files Đó, các bạn sẽ nhìn thấy cái phần Vocal Chains này Các bạn click nó sẽ load toàn bộ các cái hiệu ứng Có sẵn ra, lúc này các bạn chỉ việc vặn đó Hơn nữa Đôi khi nó là các cái thiết lập có sẵn rồi Ở đây thì mình đã thiết lập rất nhiều các cái Preset trên các cái mixing change Cho mình Rất là nhiều Đó Ví dụ như là LR Là reverb dài SR reverb ngắn Delay Side chain, Side chain compress Đa số là side chain compress Tiếp theo là Mình hay thu âm cho các cái Như các bạn đang nghe đây này Đây là phần Mà gọi là Lồng tiếng đấy thì cái này thì dành cho lồng tiếng nó gồm có limiter này, cắt EQ này và một cái Nectar để để DS à, kiểu vậy thì mình sử dụng rất nhiều. Ngoài ra thì mình còn có các cái chains này để à, về sau làm cái hướng dẫn cho các bạn là chúng ta có thể Master hoàn toàn free này, mix bus hoàn toàn free này, vocal chain dành cho bè và vocal chain à, bình thường. Đấy. đây đây mình sử dụng 10 cái hiệu ứng này để mix vocal hoàn toàn free à, kiểu đấy có rất nhiều cách Để các bạn có thể Là thiết lập được Đó Ngoài ra thì trong phần mix vocal này Mình có mix này Đệm bè này Rồi các thứ Full vocal Rồi ok Đó là phần state của mixer Tiếp theo là Chúng ta hoàn toàn có thể xử lý Về template à, Như các bạn Thường làm một dòng nhạc ấy, Thì các bạn sẽ Thường sẽ có những kiểu mixing Chuyên biệt Giả sử như Progressive house Hay là nhạc Future Thì mình sẽ đốc Những cái kênh này sang bên trái Ví dụ Lead Bus Đó Mình Đưa đến đây để mình mixing thì mình tìm cho nó dễ hơn. Bởi vì khi mà các bạn đốc nó sang bên trái hoặc sang bên phải thì lúc nào nó cũng nằm ở đó. Thì các bạn thấy các kênh sen sẽ luôn nằm bên phải, các kênh bus sẽ luôn nằm ở bên trái và các kênh thành phần nằm ở giữa thì các bạn sẽ dễ điều chỉnh hơn. Và các bạn đặt sẵn tên như thế này. Đó. Lead này. Um, cái gì ta? Lead uh, card Bus Base Burst. đó, rồi ok. và các cái kênh này thì mình sẽ mặc định được nối với kênh side như thế này, bốn. đây. ở đây là mình có thiết lập sẵn chứ, bình thường thì các bạn cũng cũng không có thiết lập sẵn. đó. là các bạn lại phải đưa hiệu ứng vào đây về từng cái một đúng không? đó thì tại sao không xét tất cả mọi thứ ở đây, đó. các kênh side này có hiệu ứng sẵn này. tiếp theo kênh master của mình cũng đưa vào một cái Thay vì việc mình phải bấm master trên Thì bây giờ Mình khi mà mình load template Là nó ra luôn à, Click chuột phải này à, Mình chọn cái state là Master Đó à, thì nó sẽ load toàn bộ Các cái hiệu ứng mà Mình dùng để master vào đây Đó à. Và tiếp theo Các kênh này Kể cả các kênh này Các bạn thường làm Progressive Power bằng silent đúng không? Đó à, thì Chúng ta đặt sẵn đây này Bao nhiêu cái đây? Nói chung là Bật một cái project lên xong rồi đi làm một cốc nước à, Xong quay lại là chúng ta đã có đủ rồi Chúng ta đỡ phải mất thêm các cái thao tác như này Mỗi lần làm clone lên Đó, Đúng không? Thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều Đó. Làm Đó, Hoặc là đưa vào đây một cái piano Piano nào bạn cũng dùng chẳng hạn thế Hoặc là trên các bus này lúc nào mình cũng có Iqlo cut này thì mình cắt đi Đó, Ở đây mình sử dụng các preset để cắt này Đó, Rất nhanh đó. Tiếp theo card này. Đó. Đó, giả sử thì mình cắt như vậy. Và đây là một cái mẫu template dành cho nhạc Progressive Out, chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ lưu lại dưới dạng template. Bây giờ các bạn sẽ save nó cho mình. Cái việc đầu tiên là các bạn tìm phần template dưới này này. Đó. Thì đây nhá. Khi mà vào phần file và new form template thì các bạn thấy là full beat karaoke, full beat vocal này, karaoke này, live stream, rồi thu âm, mình đã sẽ sẵn rồi. Vì việc sau mình chỉ việc mở lên là nó đầy đủ tính năng và mình trực tiếp mình đi vào là mình không phải thiết lập nữa. Đó thì các bạn sẽ làm như này giúp mình, các bạn vào phần template các bạn click vào open. Đó. Và các bạn sẽ copy cái địa chỉ này giúp mình. Copy. Đó, sau đấy là các bạn save, các bạn save cái project của bạn vừa thiết lập lại. CPS, các bạn dán thanh địa chỉ vào đây. Thì đây là nơi mà các bạn lưu vào. Ví dụ là đây là ví dụ, ví dụ về presets, về template, YouTube, chẳng hạn thế. Xong lưu lại và sau khi tắt FL đi và mở lên, thì giả sử như bạn đang muốn làm Progressive Power chẳng hạn, thì các bạn chỉ việc là quay trở lại với cái phần file new template from template. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy cái phần ví dụ template YouTube Các bạn click vào và nó sẽ load toàn bộ các cái hiệu ứng Tất cả các cái state, tất cả các cái VST Plugins về scene generator trên trên giúp các bạn Đó. Ngoài ra các bạn có, thậm chí các bạn có thể thiết lập ở cái trên này luôn Có một cấu trúc khung cơ Đó. Tuy nhiên thì mình không thiết lập, thích thiết lập cấu trúc khung lắm Ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập preset này, state và template giúp cho toàn bộ cái phần thao tác làm nhạc của chúng ta trở nên dễ dàng, ngắn gọn và nhanh chóng hơn. Mình là Thầy Phương VPK đến từ VB Music và sẽ rất là vui nếu như anh em ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần dây sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.